Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh tin tức quân sự của chúng tôi. Sau đây là bản tin Pháp mang kênh hạng La Fayette tới Biển Đông để chào hàng Việt Nam. Hải quân Pháp mới đây cho biết họ sẽ gửi một kênh hạm tàng hình lốt La Fayette tới Biển Đông để tham gia các hoạt động tuần tra đảm bảo sự tự do hàng hải ngay trong năm 2016. Việc Hải quân Pháp dẫn đầu và tiến tới hối thúc khối EU tham gia tuần tra Biển Đông là một diễn biến rất đáng chú ý. Ngoài việc bảo vệ lợi ích đất nước, Pháp còn muốn nhân cơ hội này chứng tỏ vị thế của một cường quốc có ảnh hưởng trên toàn cầu, đồng thời không loại trừ mục đích giới thiệu quảng bá vũ khí tới các khách hàng tiềm năng. Sự xuất hiện của khách hàng lớp La Fayette chứ không phải là Frame có lẽ mang đầy ẩn ý, khi đây là lớp tàu chiến cỡ 3.000 tấn rất được ưa chuộng trong khu vực và cũng từng được nhắc tới như một ân viên sáng giá dành cho hải quân Việt Nam. Thêm một vài nhận định về xu thế phát triển của hải quân Việt Nam. Sau khi hoàn thành việc trang bị các tàu hộ vệ tên lửa 2.000 tấn, thì vào giai đoạn sau 2020, chúng ta có thể tiến tới mua sắm những lốp khinh hạm lớn hơn, có lượng dạn nước trên 3.000 tấn, được vũ trang mạnh. Nếu kế hoạch này được triển khai, rất ít khả năng Việt Nam sẽ tìm tới các đối tác truyền thống là Nga, do họ không có sản phẩm đúng yêu cầu. Hơn nữa, năng lực ngành đóng tàu đang đi xuống, thời gian thi công chậm trễ, vướng mắc với nguồn cung cấp động cơ, được coi là những rào cản lớn khiến Nga dễ bị loại trừ vòng gửi xe. Trong khi các ứng viên khác như Kamoto của Ấn Độ chưa chứng minh được năng lực tác chiến hay W3000F của Hàn Quốc vẫn còn nằm trên giấy thì có lẽ sẽ không có sự lựa chọn nào tỏ ra phù hợp hơn La Fayette là một sản phẩm của tập đoàn DCNS. Cần nhắc lại, với thương vụ Sigma 9814, Hải quân Việt Nam rõ ràng đã thể hiện ý định muốn đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí để tránh phụ thuộc vào Nga. Đối tác Hà Lan Damen được lựa chọn do đã có mối liên kết thân tình từ nhiều năm nay. Đáng tiếc rằng đây là một cơ sở tư nhân, chỉ phụ trách phần đóng tàu mà không chịu trách nhiệm đối với các hệ thống tác chiến cũng như vũ khí đi kèm, cho nên dự án hiện đang vẫn bị treo. Rút kinh nghiệm từ bài học quá khứ, khả năng cao là chúng ta sẽ tìm tới các cơ sở đóng tàu quốc doanh, những tập đoàn quốc phòng lớn của châu Âu để đặt hàng nhằm tạo sự đồng bộ. Trong trường hợp đã đặt niềm tin vào quyết chốt vũ khí Pháp, lựa chọn thứ ưu của Việt Nam là DCNS hay của Pháp thay vì Fincantieri của Ý. La Fayette có kích cỡ rất phù hợp với yêu cầu hải quân Việt Nam, đã chứng minh được độ tin cậy trong nhiều lực lượng hải quân thế giới. Bên cạnh đó là thiết bị tiên tiến, vũ khí, khí tài cực mạnh, đảm bảo sau nhiều năm nữa vẫn là một trong những lớp khinh hạm tốt nhất hành tinh. Quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với châu Âu nói chung và Pháp nói riêng đang ngày càng diễn biến tốt đẹp. Pháp đã ngỏ ý sẵn sàng bán cho chúng ta nhiều loại vũ khí hiện đại như tàu tuần tra lốp Gowin, pháo tự hành Kesa hay tên lửa Isoket. Với động thái mới nhất, liệu La Fayette có lọt vào mắt xanh của Việt Nam, đặc biệt khi vũ khí Pháp rất hay giành được hợp đồng lớn sau khi trải qua thực chiến trường hợp của tên lửa Isoket hay tiêm kích Rafale? Câu trả lời sớm nhất sẽ được đưa ra trong thời gian tới. Bản tin đã là kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.